Cụ thể, những ngày qua, trang thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam lặp lại rằng ngày 3 tháng 2 năm 1930 là mốc son trong lịch sử của dân tộc với sự ra đời của Đảng. Cả dân tộc đoàn kết bền lòng nhờ sự lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo. Không đồng tình, nhà văn Phạm Đình Trọng, nguyên đại tá quân đội đã từ bỏ Đảng, nhận xét. Từ khi Đảng ra đời đã để lại quá nhiều tội ác cho dân tộc. Cái năm 30 khi vừa mới ra đời là đã dìm cái dân tộc vào một cuộc bạo loạn Xô Viết nghệ tính. Chắc chín năm 30 là một cuộc khởi đầu của một cuộc máu và nước mắt của dân tộc Việt Nam. Và suốt gần một thế kỷ ấy thì Đảng với cái đối tranh giai cấp, với cái đường lối sắt máu đấu tranh giai cấp thì đã dìm cái đất nước Việt Nam vào máu và lửa, chứ không tôi nghĩ là đã bịt mọi con đường giải phóng dân tộc bằng hòa bình. Trong khi đó thì vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam lại thừa nhận. Cái lớn nhất tức là giải phóng được dân tộc khỏi cái ách đô hộ của thực dân Pháp, rồi giành được độc lập thống nhất cho đất nước, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Cái đó thì ta biết hết tất cả rồi. Nếu mà không có cái chủ trương đổi mới thì không có cái tình hình kinh tế như Việt Nam hiện nay. Thì anh thấy rằng là ngày xưa thì người Việt Nam khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ thì tất nhiên chưa bằng được các nước. Nhưng mà so với lại trước kia thì là có thể cách nhau là rất lớn. Và cái đó là đưa lại cái phải nói tự do. Ngày nay thì mọi người đã được đi học. Đấy, đã có cuộc sống là chưa ấm no lắm, nhưng mà so với trước kia thì khá hơn rất nhiều. Đấy, và nhân dân thì phải nói rằng là yên ổn lắm anh. Đấy, thì đấy là trong nhân dân thực sự người ta như thế, người ta thấy rằng là cái cuộc sống là có nhiều cái thay đổi tốt đẹp. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Đình Cống thì cho rằng tuyên truyền của Đảng thì luôn đề cao vai trò của Đảng, quang vinh, tuyệt vời, vĩ đại, vân vân. Nhưng theo đánh giá của nhân dân thì cũng khác nhau, đặc biệt là giới trí thức và những người có hiểu biết. Riêng ông thì Đảng chiến thắng được cuộc chiến tranh, chiếm được miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng chỉ thống nhất được lãnh thổ, chứ không thống nhất được lòng dân. Ông cho rằng, trong mấy chục năm qua, Đảng có những nhầm lẫn rất lớn. Đảng thì là chủ trương là theo chủ nghĩa Mác Lênin, theo cái đường lối cộng sản. Thì cái là đúng. Nhưng mà rồi họ là lãnh đạo, họ làm được cách mạng tháng 8. Họ đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ, họ chiếm được miền Nam. Thì họ nhầm tưởng rằng chính là họ nhờ cái chủ nghĩa Mác Lênin mà họ làm được những việc ấy. Vì thế bây giờ là họ kiên trì theo chủ nghĩa Mác Lênin. Thì tôi cho đấy là một cái nhầm rất lớn. Là tại vì là cái cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin là đấu tranh giai cấp, là công hữu hóa, vân vân. Không phải là Đảng Cộng sản nhờ những cái ấy để mà thắng lợi. Mà cứ mỗi lần Đảng Cộng sản mà bay ra những chuyện đấy làm thì đều thất bại. Cụ thể, ví dụ như là cải cách ruộng đất. Thế thì cái nhầm chỗ này là chỗ nào? Chỗ là chính là trong chiến tranh người ta nhờ, chính là nhờ cái tinh thần của cái người dân. Đặc biệt là trước đây là nhờ cái lòng yêu nước của cái người dân, chứ cũng không nhờ gì cái Mác Lênin cả. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản cho rằng 89 năm kể từ ngày có Đảng là Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành độc lập, và theo Đảng là đưa một chủ nghĩa tiến bộ là chủ nghĩa cộng sản đến với dân tộc Việt Nam. Sự thật như thế nào? Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 1990 trở về sau, khi đất nước Việt Nam lâm vào tình trạng đói kém, kiệt quệ, khi đó Đảng phải mở cửa cho phát triển kinh tế tư nhân, cho nước ngoài vào, v.v. thì theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, đó là sự sửa sai, chứ không phải đổi mới. Vì Đảng bị buộc vào tình thế phải làm, mà dân làm chứ không phải Đảng làm. Ông cho rằng, chẳng qua là trước đây Đảng trói nông dân vào hợp tác xã, Đảng phá nát nền công nghiệp và thương mại của miền Nam, rồi bày trò ngăn sông cấm chợ, làm cho dân đói. Bây giờ Đảng mở trói cho người ta, nhưng trước đây
ai bắt đảng trói người ta. Khi làm cách mạng, nghe ông Hồ Chí Minh cũng nói là lập quyền dân, đưa lại quyền cho dân, tạo dựng dân chủ. Nhưng theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, chính đảng đã cướp hết quyền dân. Đảng bày ra trò bầu cử là đảng cử dân bầu, nhưng thật ra là của đảng hết. Đảng đã tự đặt mình lên cao hơn chính phủ, cao hơn quốc hội, cao hơn tất cả. Đảng cướp quyền của dân, muốn làm gì thì làm. Ông cho rằng, đấy là những nhận thức nhầm lẫn của Đảng Cộng sản hiện nay. Khi tung hô chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tờ báo, trang tin nào của nhà nước cũng chỉ kêu gọi trung thành với đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng viên, chứ không nhắc đến việc điều gì đã ngăn cản sự phát triển của đất nước. Đó cũng là câu hỏi được nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước từng nêu lên. Đa nguyên, đa đảng cần thiết cho sự phát triển hiện nay của Việt Nam như thế nào? Liên quan câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, một đảng viên đã từ bỏ đảng, cho biết. Cái sự phát triển của xã hội, loài người thì như chúng ta đều thấy rồi, những nước nào mà đa nguyên và có những cái đảng đối lập, tam quyền phân lập, và xã hội dân sự thì họ sẽ phát triển nhanh và bền vững. Dân trí cũng như là nhân quyền thì nhân cách của con người ngày càng được nâng cao. Thế ngược lại, những cái nước mà độc tài toàn trị thì về hình thức có thể ngắn hạn thì thấy nó ổn định, thế nhưng mà về lâu dài thì nó không bền vững được. Thứ hai nữa là không có tự do thì làm gì có sáng tạo. Không được tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do sáng tạo thì xã hội không thể phát triển tốt được. Chúng tôi cũng nêu câu hỏi này với Thiếu tướng Lê Kế Lâm và được ông cho biết. Cái đó thì chưa thể nói được. Nó phải sự phát triển của xã hội, của trình độ nhân dân. Chứ còn bây giờ mà nói ra thì không thể được. Và cái chuyện đó thì nằm trong chủ trương của lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Chứ tôi nói cá nhân thì không thể nói ra được những cái chuyện như thế. Trong khi đó, nhà văn Phạm Đình Trọng thì cho rằng đa nguyên đa đảng cần thiết cho phát triển hiện nay là điều đương nhiên. Nhưng sự cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam chính là sự tồn tại của Đảng Cộng sản, cản trở con đường đi tới của dân tộc. Theo ông, đa nguyên đa đảng là tất yếu phải có, phải đến. Nhưng với sự tồn tại và độc tài của Đảng Cộng sản thì không thể có được. Bởi vì đa nguyên đa đảng cho người dân quyền chọn lựa đảng phái chính trị, thì Đảng Cộng sản đã cướp cái quyền đó, thì không bao giờ có đa nguyên đa đảng cả. Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang đề nghị giải pháp. Tôi nghĩ rằng cái giải pháp bây giờ chỉ có cách là phải khai dân trí, chấn dân khí. Như cụ Phan Duy Trinh nói đấy, khi nào người ta giác ngộ, người ta thấy được cái quyền lợi sống thì không chỉ có ăn no mặc ấm mà còn đòi hỏi được tự do, được tôn trọng nhân quyền, nhân cách, nhân phẩm. Con người được tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do sáng tạo. Thế thì tất cả những cái đó là nó phải quá trình dần dần. Thì người dân người ta mới có những sự chuyển hóa, đặc biệt là thế hệ trẻ. Người ta mới coi đó là những giá trị thiêng liêng để người ta bảo vệ, người ta đấu tranh, người ta phấn đấu. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra lời khuyên, nếu muốn phát triển, phải thay đổi từ một đảng cách mạng thành một đảng chính trị thì mới tồn tại được. Chứ như hiện nay, không những đảng sẽ đem lại tai họa cho đất nước, mà sự tồn tại của đảng cũng khó mà bền vững được.